Sở tạch cha thanh lại, bò mẹ bình hồng, mời bình hồng bứng lê chương trình quam tay khổng đài phát thanh của truyền hình tỉnh Điện Biên, cuồng chương trình mơ nì hô mi chú bai tèm sương lằng. Khói cải đầy cắt cung ưa xa hờn hy, vừa biến thải lang ngắm, lung thu vịa dệt. Sớp tạm chương trình mơ bình hồng bứng lê bai tèm, chủ đảng viên hù trang tính tà diệt dườn. Ngọn tô ma phảng ven xanh bản cuồng mi bay, tánh khẩu khèn nên tràn văn hóa khổng côn tay đầm Điện Biên. Khai ni mơi pì nòng bong cằn bứng lê chương trình chiêng pì nòng hạc sườn cuồng bưng bì chằm nì bong các chư tàng ngân câu tể chương trình choi dừa gión cạt cung văn cảnh hờn hy chu cấp chu ngành chính quyền địa phương nàng cuồng tỉnh Điện Biên cỏ trên báo nếu chưa dần bay biến thái lang ngầm lung hù viện dệt cuồng mà pe dệt sườn từng bát hượt khừn khói cài cắt cung hờn hy. Con ni đời kín rú khổng chuôn ai ca văn ỏi dù bản hùa na xã ảng càng huyền mương ảng bỏ lại dạ cha luông mà pè diệt dườn trắng trong bừng sở kỳ hỏi thưa môn na ván pu đầy sòng mua pì sòng phân bài pét đầy hồi nục dần xã tạ luông ngài đì hầu củ xí chip chiêu mằn ai cỏ phải phân ngân câu tàng tánh cọ cuồng sử mù ma tành vừa diệt dườn vừa ép hiên thòn luông hù trang bòm cắp luông sắc mắn diệt dườn trên cái cánh sủ men kỹ thuật cuồng tành liêng bừa xìn pưng mù khổng chuôn ai cò mả pè tẹt tiêng bóng mi o sắc chu bành hà nhã đờ mỏi pì chuôn ai khải o chờ lạt sòng chu mù nhựa bàn pưng mỏi chu mù nắc té xí họt hạ tấn làng chơ mi ngân cốc ai phải phân khút nòng tành bà khải quán diệt hương sử khải trường hang cánh dệt dịch vụ bàn pâng mỏi pì sủ xìa cốc thân chuôn ai thủ ma mư té chết ship họt pét ship chiêu màn hơn khai ni ai có tàng tánh đầy đàng hơn nừng quảng khoàng màn nà sử sám đầy tục nỏ chủ tàng trường chuồng hong đơi kìm rú hàng mở tảnh pa tảnh khơi hôm ma được nhà pa cho cụ pú âu rồi mới tắt nó sợ hơn kín từng yên thế được tăng hơn nó tảnh cụ mú khơi tôi cấy khơi đến nồi tăng tinh hơn anh mấy khi này cờ tảnh đầy sông chú mú rồi mới lướt cờ hạ hốc xếp tố hên đấy hôm nay xếp bét yên cửa khai nên là cứ mấy pì xin má đó gia đình xung khỏi là can má đó nhăn áo nhăn khen khẩn đến và đờ ta má tao khay đờ áo thoát nghèo má đâu hết đi chứ còn giờ gia đình cứ khó khăn ấy đấy ta má hư tảnh đen ó nghiên cứu tảnh đen ó rồi mình nhăn khen đó lung ca văn vinh số bản đùn nửa xã mương đùn hầu hồ té sàm xíp chiều mằn vừa hồi nồng dần tàng nà bòm cắp ngần hang chính sách xã hội hậu củ lung phải o tàng tánh cọ cuồng cánh sư sắt dính pét cái hán nan ma tành té chú luông đẩy ép hiên bòm cắp vỉa thòn lung hồ trang cải lại pì tành liềng lung cỏ trên cái năm dệt tè tè cái ni lung mi cải sàm xíp tổ bẻ chằm hoi nung tổ pét cái hán nan chùa tàng té luông tành liềng có tròi dừa chuôn lung mi thủ nhập sồm khao cánh hượt khừn khảm khói đầy cắt cung ướt ra tôi có rú nằng nông dân nằng rú tầng đun nứa nị bên tỉnh đen như là hết nước là hầu vay vốn đấy mà tỉnh mà đen đấy mà pe đấy tỉnh bè là có ba tỉnh tôi mua tôi mà tôi biết tôi cấy đấy là nhớ là chứ mi kín mi vậy đấy đảng hơn nước là xấu hỗ trợ đâu hấu là tạo điều kiện là diệt thầm ăn phát huy khẩn mở
đấy là giờ đẩy đang đi. Bưng pỉ cài ma hồi nục dần huyền tùa chùa, bòm cắp chù ngành, khảy chù việt dệt, quần pa, tròi dừa, bo nghê, dệt dương sư, biến thái, lăng ngắm, lung hủ việt dệt, khổng cán bộ hồi viền. Bò hay mè na cuồng mà pe dệt dườn hay na bá bu, mà pe dệt dườn cuồng chua hơn, chọp cắp lung mi khổng từng địa phường. Cắp lung bùn, chôm họt bản khuống, tròi dừa hồi viền mà pe dệt dườn. Hồi có tọp hôm, bốc hành chủ việt dệt trên báo nếu chưa, quần pa cán bộ hồi viền, bò hay mè na tặng tánh chú lung dệt dườn tập thể. Hợp tác xã, chi, tổ hồi, bọ nghe chọc qua đung mi khổng từng phòng, bón dệt dườn. Khay ni tên cá huyên, mi hả bón, tẳng tánh cọ cuồng, tành liềng sắt xính ham cánh nòi. Phân lại men tành liềng sắt xính cánh tành bà tành cùng. Lại chai tành liềng pu bồng, mi thủ nhập té sòng hỏi, họt sòng hỏi hả chiếc chiêu mằn hơn cuồng pí nưng. Sứt tàm cánh diệt vịa cơ đầy lang đì khòng xếp sòng hợp tác xã. Trong những năm qua, Hội Nông dân huyện đã xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện cái kế hoạch của hội liên quan đến chương trình phát triển. Quần Pương Pì Cài Ma, Hội Nông dân huyện cò trên cái cánh năm dệt chủ chương trình luông bùn. Mà thang vỉa mà pe dệt dườn hay na phồng bản na kỳ pì chấm nỉ hồi có bòm cắp chu ngành tẹt pan uẩn pa bò me khành chờ trên số nưng đìn hay chất trắng bơ hiệp thủ đầy lại nằm nắc mắp pu nhà chuồng hong mà pe tành liềng sắt dính uẩn pa kỹ thuật làm đủ tổ tành tổ liềng họt khay lại chu hân bò hay mệt na có khảm khói đầy cật cung ướt ra cánh mi đơi kiền rú sồm khao. Chi tá luôn ngày đi tròi rửa bòi mé na mà pè dệt dườn từng bát gión cát cung hừng hi hồi nồng dần xã Mương Pôn huyện Điện Biên nhằn xanh cần năm dệt bòm pâng cắp sàm ngon vịa ăn lò tọp hôm tròi rửa hồi viền đầy củ ngân cốc tà mà nòi phải phân mà pe diệt dần sử khải trường hang khải chủ lớp trên cái khoa học kỹ thuật mà thang vỉa tành liềng cánh pu bồng hở hồi viền bò hay mé na bòm nằn chóng hanh nếu chuân tít tờn hồi viền bò hay mé na khành chờ biến thái chừa phân có pu bồng tổ tành tổ liềng chọp các đung mi khổng từng chua hơn địa phường. Vì cái mà ta tăng hội nông dân xã đó có đã tuyên tuyên truyền ở hội bên nông dân là mình thay đổi có phụ tổ tỉnh cho nên trong khoảng vì mà đó có đã thay đổi được một số các thôn bản đã hưởng họ dự án phát triển trâu sinh sản từ nguồn bốn không quỹ hỗ trợ nông dân khoảng tỉnh ở hội bên nông dân củ quảng sản pì ngoài chương trình ở dự án phát triển qua dự án đó cái nông phụ có màn ảnh dưới đã mi hiệu quả ở thu hoạch ban đầu đó. Cắp bưng việt dệt chảnh thí cánh năm dệt tẻ chủ cấp chính quyền địa phương có dệt biến thái lăng ngắm luông hủ việt dệt cánh tá luông biến thái cần sẵn hở bò mè chừa côn mi noi cuồng mà pe diệt dườn cánh đơi kiền rú tròi dừa bò mè từng bát biến thái lăng ngắm luông hù việt dệt ép hiên luông diệt dườn mở trên cái cánh sủ khoa học kỹ thuật cuồng mà pe tành liềng pu bồng chọp cắp luông mi tè từ té năn lại chu hân bò hay mệt na rú cuồng phồng cờ hượt khẩn khảm khói cắt cung ướt ra cánh mi đôi kiền rú sồm khao.
chiêng pì nòng hạt sườn, bánh khẩy hồ chờ ven xanh ba tuân uẩn còn, bưng pì cải ma lại đảng viền po me chừa cô mi noi nặng quần tình, cỏ ba tuân uẩn còn, cuồng há phong mà pe di sườn, bền chu phàng ven xanh vầy dần bay năm dệt tòi, hượt khẩn khảm khói cắt cung ướt xa. Chơ chù bản khuổng đang in muôn phảng hồi chung mua xuân bị mở, xung khỏi mưa giảm luông dệt dườn mà pe kinh tế, không số nưng đảng viên nặng quân tình. Câu khẻ xung khỏi mưa giảm xuân bộ có kiến ma không đảng viên lo văn hoàn, côn lao dù bản ba xả lao xã ba thơm huyền điện biển. Quần xung khỏi mưa giảm xuân cỏ kiến ma, lung hoàn nhọng àng, bánh bằn cắp xung khỏi, ma luông chóng châu dệt dườn mà pe kinh tế khổng châu. Mèn chú hơn cạt, đơi kiển rủ lưng lút thiếu, ha và cao hỏa trờ chóng châu hượt khừn, khảm cài dạ cha, lung cỏ chiên đìn hay ly, măn cỏ chiếc tráng nằm nác đẻ nòi, mấp bụ cỏ kiển ma, xương mấp bục diễn, mấp bục nàng khèo, mạ táo, mạ muông, mạ mỉ. Lẳng cài xàm pì pụ cánh khua đủ, mạ bục cánh mạ muông có hở hiệp thù. Té xuân cỏ kìn mạ nỉ, mỏi pì chú hơn lung thù mạ mư cài pé xếp chiêu mặn ngơn. Hết cán bộ xã cũng rất là chăn trở để ao phương hướng hứa là bà con cũng như là đảng viên trong bán trong chi bộ để phát triển để thu nhập hứa là thay hươn và với các bên mạnh dạn bên phải học hỏi mô hình tham quan các tỉnh mà cả ép book học hỏi qua trên mạng hay xã hội là cả họ mà diệt thứ cả họ xóm pi bên pi này pi thứ sám cái hiến có mày là khấn đi à, vâng nếu có muông mắc púc là cái bên là lấy thu nhập mắc muông lấy thu nhập sáu pi động đấy púc pi nưng là để lấy thu nhập động mắc púc mới là bên pi thứ sám là mình lấy thu nhập cứ bình quân là co nưng là mình lấy sám xịp nuôi là hứa thu nhập trung bình bán là nuôi nưng là mình sao phân. Phải giảm luông dệt dườn mà pê kinh tế khổng chú hơn lung lu vẩn thường dù bản cói bánh xã Ảng Càng huyền Măng Ảng mèn nừng cuồng chú luông dệt dườn mà pê kinh tế khổng đảng viền đầy lang đì cánh tạ luông nếu chưa đầy lại dần bay năm dệt tòi làng cài sao pì dệt vịa nàng xã họt pì sóng văn bài xếp bẹt lung đầy rằng chế độ tòi tật bùn khổng hơn mương họt bì sóng văn bài xếp cầu lung đầy chu đảng viền cuồng chỉ bộ tin chưa bao dệt bí thử chỉ bộ bản cói bánh từ té chơ dệt bí thử chỉ bộ lung thường cò xào hà ép hiên nàng chu trang mạng bản mương cánh bánh khầy lung hồ trang thòn áo đầy chơ đảng dệt viện nàng xã sủ khẩu tành liềng bụ bồng bát câu khẻ lung phải phân ngân tiên tảng tảnh cọ cuồng thầy bàn xốn chuẩn lau đìn hay vang hửa cánh nòng tảnh bà khổng chưa hươn bón đờ ngay đì mi nằm nay lung khuất nòng tảnh bà ỏm hươn lung cò bụ trời tàng cò kiến ma dương mập bục mạm muông mặn nhàn ma mỉ cổng hôm mày lung dệt cồn tảnh tổ tà tiến cánh pết cái khay nỉ lung tảnh chằm xíp tổ mù chằm xàm xíp cồn tà tiến hàng hỏi tổ bết cày hãn nan cánh chằm bát nừng thưa môn nòng tành bà té luông dệt dườn nỉ mỏi pì chú hơn lung thủ ma mư cải bé xíp chiêu mặn ngơn nhơ mi thủ nhập sùng đây kiển rú khổng chú hơn mưa hương nhô vàng xưa cánh từng bát hượt khườn dệt hăng nặng tón đìn khổng chú hơn báu chom to hồ trang tính tà dệt dườn lung thường nhăng tròi dừa po me cuồng bàn mà pe dê dườn khảm khói cắt cung ướt ra tảng tánh bàn na mở ừ.
khỏi ngắm nó, phải bản thân cháu, thấy hơn cháu, phải phát triển kinh tế, đấy, phải tình mù mà biết cấy, nên nông bà, đấy, xin là cháu mới diệt mới kín, nó bà nó quám tay đâu và những bà xúc dầm, thế chẳng bỏ dường đẩy. Đấy, xin nó cháu chẳng hướng u hướng dẫn, đấy, các kỹ năng, kỹ thuật, đấy, tỉnh phù tỉnh bà, chứ hay dân na, đấy là con lãnh đạo chỉ đạo nó mới đồng ghép, mà tăng tuyên truyền, nó là hở, bố mẹ, đấy là các hộ gia đình của bạn, đấy là phát triển kinh tế, đấy là mình khẩn, đấy là hướng tới là phát triển hàng mi đi đẩy ở bản khoáng không chậu. Ma giảm luôn mà về dưới dườn khỏng đảng viền nóm lâu thị san, dù bản bó mây xã Ảng Nửa huyền Mang Ảng, xung khỏi cò nát chờ, cắp luôn mà về tỉnh liền bụ bồng, bồng các vịa diệt máy máy khẩu không ý. Ổ tô các xung khỏi ý sàn tô ma tang vịa có cốc diệt dườn khổng trầu. Cắp luôn cầm quyết khỏi cài cắt cung ư xa. Bì sòng văn bài xếp bẹt ý củ ngân cốc là ngân hang chính sách xã hội huyền Mang Ảng. Hạ xếp chiêu mặn phải phân tảng tánh cọ cuồng tảnh lường xuất dình biết cái hán nan. Bưng mử có cốc diệt dườn ý có bò lại dạ cha. Bừa biết cái hán nan mặc biển bình hà. Ha và bảo sen sẵn dạ cha bạc mò, ý xếp tàm sọ xảo ép hiên luông làm đồ, vàng phong bình hà hợp biết cái hán nan, tể chú luông dưới dườn quảng huyền quảng xã, cắp luông hồ trang thòn đầy, tể chú lớp tập huấn kỹ thuật tỉnh liêng bu bồng, bừa hồi phủ nhinh, bồng cắp trùng tầm bọ nghe, bọ sòn lưng chơ trên cái. Lẳng chơ hồ đầy chảnh kỹ thuật tảnh liềng bụ bồng, ý xếp tàm của ngân cốc là ngân hang chính sách xã hội huyền, hạ xếp chiêu mặn, sư mù mắt tành. Bản pưng mỏi pì, ý tảnh té sòng hoạt xàm chu bết cái, mỏi chu tảnh té hạ hỏi tổ khuẩn nửa, tảnh té sao hoạt xàm xếp tổ mù nhựa. Té tảnh mù cánh tảnh bết cái hán nan, sù xìa cốc thân, mỏi pì ý thù ma mư té bé xíp họt hỏi nâng chiều mặn ngơn. Nông cờ đẩy củ vốn tăng ngân hàng chính sách hạ xíp chiều mà hòn po vốn dệt kín. Nó nông cờ sau củ tấm hạ xíp chiều mà nông cờ áo ma tảnh ma điên. Trang trải sư pết sư cái sư mù ma tảnh. Cờ mà cờ pe nông cờ tỉnh đẩy đánh nôi hên nông cờ khai tô ô đó cờ khai bay để sư tô nôi mất tỉnh mà ư. Ví dụ họ hoi nâng chẳng hạn hên cờ trừ gốc trừ tô giống tô ấy về xìa trừ ngân bột ngân hâm về xìa. Hâu cờ bàn xàm cờ chỉ đẩy phân nâng hên nọ ba mù giữ giá. Bảy giảm chú hơn lung vừ trừ nành dù bản mạ khua xã Quai Nửa huyền Tuần Giáo. Men bí thử chỉ bồ bản mết mốc bổng trở, ba tuôn uẩn còn hồ trang mà pe dưa dườn. Té luông tảnh mù bồng các bộ nằm khẩu ly, bụ cánh bày chè bá, mỏi pì lung thủ ma mư chằm bé xếp chiêu mặn ngươn. Cháu là chứ trưởng bản bí thư luôn tên bên đó, cháu phải dết hơn giàu hợp bế bản mương. Lo go mù phải mi lo cái mi lo máy móc nếu chủ trương và là dùng củ dầu hay mấn po tiền po mưa dầu rồi phải dệt nát phải mi máy lo phải hay phải mi máy lao lo mi tôi sang cân phải mi cái này mà mi mù má này xin là dần bài sầu hên xin là sầu dính dệt sầu dính bám một mi sòn bài dệt bài rồi mấn là pin bài số đối giảm nghèo là bình những lại tam tam nói nâng. Chủ đảng viên hồ trang mà pè dệt dườn xương lung nánh lung hoàn lung thường ý san cỏ cánh đảng bánh khải tua quảng tạ bón nhằn cánh luông tìm chừa tròi dừa dần bay ép hiên dệt tòi có phong phân giòn cắt cung ư xa hờng hy nàng chu địa phường. Chiêng bình ông hát sườn, tòi hịt không việc bốc chưa bàng tánh khẩu khèn, men hịt không bắt hở mi, tưa điều, cuồng chùa đơi côn, mỏi chưa hơn tổ lụ.
cảnh cần đầy năm dệt chưa bỏ tả mẹ nai nhăn côn bừa sân năn bảng tánh khẩu khèn khổng côn tay đầm đầy năm dệt nhớ luồng nhăn lam nhớ xưa bảng cưới đồng ha và y men nên tràn văn hóa khổng côn tay vầy ơn cổng khuôn ọ xình liêng sùng trùng nhớ lũ nhinh nhớ mà khổng bỏ tả mẹ nai. Bưng mư hùa bì mở, xung khởi mi nham, bảy hoạt bàn na vài xã vòm lót huyên điền biển, xung bàng tánh khẩu khèn, khòng côn tay đầm rú nỉ. Y mèn hịt không chiên lăng khòng côn tay đầm, bừa phùa mia lụ khởi búc trưa nàng hươn, bò tà mè nai, vay ờn cổng khôn, bò tà mè nai o xình, lường sùng trùng nhớ. Bo sòn lụ nhinh té chơ nhăng noi tàu họt chơ ảo phùa tòi hịt không việc búc chưa bàng tánh khẩu khèn hờ bo tà mè nai mèn hịt không bắt hờ diệt tưa điều cuồng chùa đơi mỏi chua hươn tổ lụ cánh đầy năm dệt ngày chơ bo tà mè nai nhăng côn bừa sương năn bàng tánh khẩu khèn khổng côn tay đầm đầy năm dệt luồng lại nhân lam nhớ xưa bàng cưới đồng té tướng châu nàng càng khuống khổng chua hơn lung lo vằn panh có mít lại côn ma chôm tòm dệt khẩu cảnh khăn tành pan khuẩn bừa mờ nỉ lụ khười khổng lung panh lò ai quang vằn ngoan mắt tánh khẩu khèn phùa mía ai ngoan ẩu cằn đầy sao lại bì leo có ni bừa nhang po giả cha hê mi nhâm tánh khảo khèn cổng ơn po tà mè nai bì nì đơi kìn rú nhô bàng xưa dương năn mờ nì ai trắng hườn đầy. Hỏi nó cả chú mía cái này bì nì nó cả bì sau bì đó sau xong bì đó thì nó cứ những hoàn cảnh khó khăn hình xứ là cho giết là tê ngoa tê xương có nọ mà nó cởi những hẹp hỏi khai đất kiếm ma lại những mi phát bóng nó từ muôn từ cái em mới khỏi cho con là em ấy nó cởi tính khẩu khen hả bó hà me nó cởi hả muốn khỏe muốn khuấn tương lai nó cởi em nó bánh mà ảo đụ xuống mía hả nó cởi rất hứng nộ nó cởi bó đẩy to mất mả mất dưng nó cởi những hả mới giờ khỏi cho con hả em xin nó cờ hào hăn à em mà thọc kém mình nên là đủ tàu thế này đó. Bàng tánh khẩu khèn khổng ai ngoan khả tổ mù nưng diệt khuẩn po tà mè nai cánh khả tổ quai nưng diệt bé xíp ban khẩu mơi khe chơ bưng côn cuồng hươn ai ngoan đàng hòn khưng diệt ngay hư mè mò có mặt tròi rửa phùa mía ai diệt hịt không nhôm trường hở bò tà mè nai chu tàng trương tánh sớ ban khuẩn hôm mi hùa mù nưng tổ cấy tổm nưng bà bình khẩu nừng ma manh tành tàu lầu già cảnh bưng phân trường phùa mía ai hoàn khăn tánh té cón xương đồi phát khèn nưng xềm sỏi ngơn nưng cánh sòng tháo xuồng sửa hờ po tà mè nai y men bưng tàng trương bó lút xìa đầy cuồng pàng tánh khẩu khèn khổng côn tay họt chơ đỉ phủa mê ai ngoan cánh lụ làn cuồng hươn nho ban khuẩn cánh xấu nưng tàng trường ma bồng tó nà bò tà mè nai lẳng nằn mè mò tam khuẩn khe hịa thánh thân bò bú làn luông ma trứng mài bàng tánh khẩu khèn bòm nằn khấn tam hở chua hơn hào khăn ải êm mằn dân lụ làn diệt kìn phát tai mà khẩn chua hơn mi buồng kìn đơi rú ím po nỏ bòm xưa thì không tổng chăn nữa cơ
nên cái nhang ngắm hót cùng ải nó to phố lán phà mò cùng em hơn bàn phong nằm bị bà mẹ xé bị tí nói cái chẳng nhớ pin côn chẳng đẩy nhớ lòng khẩu bà bú em nhúm nhớ lòng khẩu bà khùm em mam chẳng mi mù hạ ẩn mà là phúc mù hốc ẩn mà là khoắn mà to cùng bằng khuôn xé ca nằm u nằm nôm ải em tỉnh điện khi cử khai cử chẳng mà là khoắn ải em thì men để lang đi đó khai phò mía cái trắng ấy chính thức bên phò bên mía chăn phò đi mía chăn em cái em cái trắng ấy mặn ấy dưng kín hang đồ hang làm xin thôi. Lũ nhinh ảo phùa đầy sao lại bì mưa nì đầy nhằn trương té lũ khười mắt tánh khẩu khèn phùa mía lung panh cỏ buồn mong. Ai cái này đu hở đu hở tàu má diệt cầu diệt còn hở đậu của mình ba thứ là mình nuông còn muôn hóa trừ phùa mía thầu thứ là mình bên ba có muôn lại đó lá muôn thứ là mình thường chào mặn thường chào dương nè nên họ để muôn thường chào mặn chào dương có láng phở chào con thứ là mình là ấy hở đu hở tàu chậu nó là hở sau mặn sau dương xương chảo ăn đều lu thon có hở men mi phúc mi bùn pe xương chảo ăn là men dịch kín đó hư đó bất hở tốt cha là ai sống như thế. Cuồng pàng tánh khẩu khèn phùa mía lũ nhinh năm dệt chù hịt không cần sẵn vào khẩn luông hạc banh cổng ờn ải êm o xình liêng sùng trùng nhớ bó giòn trầu nhớ mà cả bàn hiệt không để năm dệt cuồng luông hạc banh muôn sườn. Lằng chơ dệt khuẩn lèo phố mía ai hoàn tòn khe mà kèn tòm hòm muôn bừa khẩu nàng chua hơn ải êm khổng lụ nhinh để năm dệt cắp lại khe mơi lọ ải êm sòng phái bản phương bình hồng hò song tăng bố già tả nai cánh bò mè bản khuống phở co ảo trường mơ chúc mông hở chào hươn sầm dệt hở bàng tánh khẩu khèn sầm muồn mông xưa chơ chù ban khẩu mi côn năng tìm chù côn pom cằn chân chén lầu chúc mông chua hươn búc chưa leo đỉ bàng tánh khẩu khèn bòm nằn trung nho hở cằn hào khăn diệt kìn đẩy ngai đỉ lụ làn bọ văng lẳng nằn nẳng hươn bò tà mè nai lỏ vịa khá bồng trương khòng hở lụ nhinh mưa hươn phùa bàng tánh khẩu khèn khòng côn tay mèn hệt không minh nghĩa vài hở lụ tàu chứa trầm cồng hanh liêng sùng trùng nhớ hạc banh ải êm cải nằn choi sửa bung côn cuồng hươn lưng ngắm họt tay hươn cánh hạc banh choi sửa cằn lần xưa lộc quý banh ải êm o xình lương sùng trùng nhớ lụ tàu y men nan chăn phần hóa chân lang khổng côn tay đầm nằng điện biển cánh cải nằn nhằn xanh phần hóa chân lang khổng côn tay rú nỉ nhang đầy dần bay bày chè cuồng pàng mương mẩu. Chương trình quan tay khổng đài phát thanh kênh truyền hình tỉnh Điện Biên hot nì sò răng còn và bò mẹ pin nòng chia lê lau chương trình mời pin nòng khẩu website điệnbiantv.vn Facebook đài phát thanh kênh truyền hình Điện Biên YouTube đài truyền hình Điện Biên chung tạc hạc sường.